Chiều ngày 12 tháng 6, tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa VietinBank với Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam Hàn Quốc (VKBIA). Tham dự lễ ký kết có ông Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch VKBIA, bà Nguyễn Thị Minh Hằng, Chủ tịch VKBIA Việt Nam, ông Nguyễn Vũ Tùng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc, ông Trần Minh Bình, thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc VietinBank, cùng đại diện lãnh đạo một số phòng ban trụ sở chính, đơn vị, chi nhánh. Thỏa thuận này nhằm tăng cường phối hợp ở mức độ cao hơn giữa VietinBank và VKBIA trong các hoạt động hợp tác về dịch vụ tài chính, ngân hàng, công nghệ, truyền thông quảng bá thương hiệu, liên doanh và liên kết, v.v. để hai bên hỗ trợ nhau cùng phát triển. Phát biểu tại lễ ký kết, Tổng Giám đốc VietinBank Trần Minh Bình chia sẻ, việc ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa VietinBank và VKBIA là kết quả của quá trình hợp tác chặt chẽ của hai bên trong suốt thời gian qua, từ đó mở ra cơ hội hợp tác nhằm đạt được những thành công lớn hơn trong thời gian tới. Với uy tín, kinh nghiệm và năng lực tài chính vững mạnh của mình, VietinBank tin rằng hợp tác giữa VietinBank và VKBIA sẽ mang lại giá trị cho cả hai bên. VietinBank cũng cam kết nỗ lực tối đa cung cấp những dịch vụ ngân hàng chất lượng nhất, triển khai tích cực và hiệu quả các nội dung, điều khoản trong thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa VietinBank và VKBIA. Ông Trần Hải Linh, Chủ tịch VKBIA cho biết, VKBIA không chỉ hoạt động ở Hàn Quốc mà còn có mạng lưới ở một số quốc gia trên thế giới. Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa VietinBank và VKBIA đánh dấu mốc quan trọng trong việc thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam, Hàn Quốc, đồng thời là cầu nối tương tác, tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác của hai bên lên một tầm cao mới. VietinBank nâng giá trị cuộc sống.